Xin chào mọi người nhé. Thì video này mình xin nói và chia sẻ mọi người một cái chủ đề rất là nhiều người quan tâm, đó là chủ đề mà cho và nhận con nuôi. Đầu tiên thì mình nói là mình đang mượn hình ảnh của những em bé mồ côi tại trung tâm mái ấm thiên thần ở quận 9 của chú Hiệp. Thì mọi người có tìm hiểu và thắc mắc thì mình có để số điện thoại ở bên dưới đường link, thì mọi người có thể điện để giúp đỡ cho chú cũng như là để hỏi thăm ha. Còn vấn đề chính hôm nay thì cũng như tiêu đề thì mình sẽ nói về cái chủ đề chính ngày hôm nay. Thì trong một năm qua thì mình có giúp đỡ rất là nhiều những gia đình nhận con nuôi và giúp đỡ rất là nhiều gia đình cho con, có nghĩa là những người đó người ta không có khả năng sinh con và người ta kẹt về mọi mặt luôn, kẹt về kinh tế, kẹt về những người chăm nuôi, kẹt về sức khỏe, nói chung là đủ thứ hết để người ta quyết định một vấn đề, đó là phải cho đứa con của mình, cho đứa con thân yêu của mình. Thì trong vừa qua thì mình cũng làm rất là nhiều trường hợp như thế, mình cũng chẳng nhớ là bao nhiêu trường hợp đâu. Thì người ta bảo là làm ơn thì đừng mong trả, được ơn chứ đừng quên. Vậy nên thực ra mình làm cái này là làm theo cái tâm nguyện, là ý nguyện của mình. Tại vì mình có thời nằm nỡ thì mình muốn làm như thế này để trả lại những cái nỗi lầm của mình thôi. Nhưng mà sau khi làm từ đầu năm đến giờ, mình phát hiện ra nó không đơn giản như vậy mọi người ạ. Và mình hôm nay mình phải quyết định một điều. Và trước đó mình cũng đã xóa rất là nhiều video để dừng lại cái chương trình này, có nghĩa là ngừng lại, không có giúp đỡ những người mà cho con, mà cũng chẳng giúp đỡ những người nhận con nữa. Thực ra thì mình cũng không muốn làm việc này, nhưng mà mình phải dừng lại, tại vì nó tốn quá nhiều những cái gọi là thời gian của mình, tốn nhiều sức lực của mình và tốn nhiều tiền bạc của mình. Còn nói vì sao tốn thì mình sẽ nói luôn. Mọi người biết đấy, để mà giới thiệu một người mà cho con, và ít không phải giới thiệu mà là giúp một người cho con và giúp một người nhận con gặp nhau ấy, mà hợp được nhau ấy, nó khó vô cùng luôn. Có nghĩa là một người nó muốn cho con thì gặp phải người thứ 10 mới gọi là cho được con. Người thứ nhất người ta sẽ đủ cái lý do, người thứ hai, người thứ ba, đến người thứ 10 mới cho được con. Mà trong khi đó những người mà muốn cho con ấy thì người ta khổ vô cùng luôn. Người ta không có tiền ăn, không có tiền sinh, không có tiền để gọi là để sống qua ngày. Người ta cứ nhờ mình biết. Nhiều khi mình cứ ngại ngại, mình cũng gửi cho 1-2 triệu để gọi là ăn và tồn tại qua ngày thôi. Vậy nên thực ra thì mình rất là muốn giúp đỡ thật là nhiều người, nhưng mà nó khó vô cùng mọi người ạ. Thứ nhất là mình không đủ kinh tế, thứ hai là mình không có thời gian. Bây giờ mình cứ một ngày một người nhờ mình, hai người đi, một hai người đi, nhờ mình cho có hai đứa nhỏ, mình ngồi cả ngày suy nghĩ để tìm được ai đó mà nó phải là vừa có đạo đức, vừa có sức khỏe, vừa có tiền tài để giúp hai bé này có một cái cuộc sống tốt hơn. Mình ngồi cả ngày, mất hết cả một ngày đó của mình. Đầu óc tư duy của mình gần như là không còn cái gì mà để cho no công việc nữa. Vậy nên mình mất một ngày đó, nhưng mà cuối cùng mình nhận lại được cái gì mọi người biết không? Mình nhận lại là được hai từ cảm ơn. Đối với mình như thế thì cũng là đủ rồi. Nhưng mà thật sự mọi người nên dừng. Nên dừng mọi người ạ. Nó khó khăn mọi đường luôn. Mình khó khăn về kinh tế, mình khó khăn về thời gian. Nói chung là trong thời gian vừa rồi á, đến bây giờ, đến bản thân mình bây giờ, mình nói thẳng luôn là còn tồn lại 4 bé. Một bé thì ở Đắk Nông không có giấy tờ thì mình có đưa đến rất là nhiều lần rồi, mà mình cũng đã xóa video rồi. Nói chung là mình cũng không muốn để làm gì. Bé đó thì 2 tuổi rồi, con trai anh 8 ở Đắk Nông. Thì anh với vợ anh thì kết hôn không có, nói chung là người không có giấy tờ gì đó. Đến đứa bé này nó cũng sinh ra và lớn lên trong cái tình trạng là không có giấy khai sinh, không có giấy tờ gì cả. Bây giờ nhận nuôi cũng rất là phức tạp. Xong đến bên đứa bé thứ hai là ở Sài Gòn, bệnh viện Y Sài Gòn ấy, bây giờ đang trong tình trạng là mổ ruột thừa, ruột non, tốn rất là nhiều tiền. Mình thì chả đủ khả năng để cho những cái ca mổ đó đâu. Còn bé thứ ba là ở dưới Sài Gòn, mẹ bé thì bây giờ cầm cố hết tất cả những tài sản. Bây giờ bữa mình có xuống, mình có cùng anh mình thì hỗ trợ cho chị là nhận lại cái sổ hộ khẩu,
Và có một số kênh khác ấy, thấy kênh của mình ấy, thì người ta đến người ta hỗ trợ cho nấy lại những cái tài sản cá nhân để người ta sống sót qua ngày, nói chung là vượt qua những khó khăn ấy. Nói chung bây giờ nó còn 4-5 bé đấy, nhưng mà toàn những bé mà mọi người thẳng luôn ấy. Tôi giới thiệu cho mọi người cũng như không thôi. Mọi người nhận bé, mọi người lúc nào yêu cầu là mong muốn là có người thì yêu cầu là bé gái, phải là bé gái mới nhận. Có người yêu cầu bé trai, phải là bé trai mới nhận. Có người thì yêu cầu, nói chung là phải là bé khỏe mạnh và bé có một cái nguồn gốc rõ ràng và xuất xứ rất là tốt thì mọi người mới nhận. Vậy nên mọi người phải biết rằng là mình làm cái chương trình này ấy, không được gì, nhưng mà đánh đổi lại là mình mất rất nhiều thứ, mất thời gian, mất tiền, mất cả về cái phần tâm lý và sức khỏe, nhiều thứ lắm. Thì ngày hôm nay mình xin đăng cái video này và nói một câu với mọi người là mình chuẩn bị đi Tây Bắc. Nói chung là đi miền núi đi, tại vì mình đi cả Đông Bắc và Tây Bắc. Mình chuẩn bị đi và mình chia tay mọi người. Những ai là muốn nhận con nuôi và xin con nuôi ấy, thì xin khép lại, mình không có giúp nữa. Cách đây 2 ngày thì có chị kia thì muốn cho hai đứa con, một đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 7 tuổi. Thì hai đứa đó thì mình cũng muốn giúp lắm, nhưng mà thôi, mình xin dừng lại. Tại vì mọi người cứ tưởng tượng đi, giới thiệu một em bé mà nhận con nuôi ấy, không khác gì mọi người mà giới thiệu một người này yêu một người kia ấy, có nghĩa là mai á 100 người yêu nhau, có 100 người mà đang độc thân gặp 100 người độc thân ấy, mọi người giới thiệu chưa chắc được một người. Mọi người tưởng tượng vậy, mình đây mình cũng như vậy thôi. Có những đứa bé mà mình phải giới thiệu mười mấy 20 lần mà mình cảm thấy kiệt quệ sức khỏe luôn, mệt mỏi luôn. Cứ giới thiệu cho người này, người này bảo chứ là bé đó nó ở xa quá. Giới thiệu cho người kia bảo đứa bé nó nhiều tiền quá. Giới thiệu cho người kia nữa, người kia bảo là đứa bé nó mẹ nó khác quá. Nói chung là vô vàn lý do và vân 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 và vân vân. Thôi thì hôm nay mình xin phép mượn video này nhá, là kết thúc nhá. Có nghĩa là từ nay trở đi mình sẽ không có quay và cũng không có nói về vấn đề cho con và nhận con nữa. Những ai mà muốn cho con và nhận con thì mình xin lỗi thật luôn á. Rất là nhiều người muốn cho con và nhiều người muốn nhận con, nhưng mà để mà người cho con mà hợp ý với người nhận con ấy, nó thật sự là mình phải khuyên cạn nước mắt, khuyên cạn nước bộ, gọi là nước miếng ấy. Và nó rất là vất vả. Trong khi nhiều khi đó ấy, thì những người mà muốn cho con ấy, và mỗi người muốn nhận con ấy, người cho con ấy thì người ta đẻ, người ta không có tiền sinh. Mình điện cho người cho nhận con ấy, người ta lại không có đồng tình việc đó, người ta cứ sợ là người lừa đảo nên người ta chả dám gửi một đồng nào cả. Mình lại phải bỏ tiền túi ra để mình lo cho việc sinh đẻ. Xong cuối cùng mình cũng gọi như là hết. Vậy nên mình cũng còn phải lo cuộc sống của mình. Thì video này mình mong mọi người hiểu cho mình thật sự luôn. Muốn giúp lắm, nhưng mà nếu mà làm cái chương trình này ấy, phải thứ nhất là phải có một cái hội nhóm. Thứ hai là phải có một cái nguồn kinh tế. Mà mình bây giờ nguồn kinh tế không có, hội nhóm không có thì chả thể làm được. Vậy xin lỗi tất cả những người mà đang muốn cho con và nhận con nhé. Còn để mà nói lý do thì nó chỉ có vài lý do chính thôi, về kinh tế và về thời gian. Mình quá mất nhiều thời gian về cái việc mà cho con và nhận con. Một ngày cứ ngồi suy nghĩ không là để tìm cách để cho em bé này, cho ai đó. Mà chưa nói đến dính dáng pháp luật mọi người nhé. Có nhiều người cứ đơn giản các bạn là việc cho con nhận con như thế thôi. Nhưng mà riêng đối với mình thì mình biết rằng nếu mà để mà khơi ra mà dính dáng pháp luật thì mình có thể là đi tù hoặc có thể bị phạt rất nhiều tiền. Tại sao? Có rất là nhiều trường hợp điện cho mình, nhưng mà cho con với mục đích gọi là kinh doanh, có nghĩa là cho con với giá 200 triệu đến 500 triệu. Rất là nhiều vấn đề. Vậy nên mình mong mọi người hãy giúp mình và hãy thương mình và bỏ cho mình để mình dừng lại chương trình này ha. Lời thơ yêu coi đời, đàn chim lùa vàng nắng, trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa,